Dịp Bảo Ngọc rạng rỡ hơn nhờ có tình yêu mới. Nữ diễn viên tươi tắn khi hội ngộ Tiêu Châu Như Quỳnh và Cao Thái Hà trong buổi tiệc trưa ngày 23 tây tháng 12. Dịp Bảo Ngọc mặc váy ôm sát khi dự tiệc vào trưa qua, nữ diễn viên trông đầy năng lượng với nụ cười nở trên môi trong suốt buổi tiệc. Mọi người dễ dàng nhận thấy Dịp Bảo Ngọc tươi tắn hơn thường lệ khi được đề nghị chia sẻ nhiều hơn về chàng trai đang khiến mình hạnh phúc. Mở ba cổ phim Ải Mỹ Nhân chỉ mỉm cười và từ chối trả lời. Cô tiết lộ mình đang thấy vui vì mọi thứ trong cuộc sống đều trọn vẹn và theo đúng quỹ đạo mong muốn. Nữ diễn viên cho biết Noel này cô cùng con trai dạo quanh thành phố và cô sẽ dành cho bé một món quà thật đặc biệt. Dự buổi tiệc hôm qua còn có diễn viên Cao Thái Hà. Sau hơn một tháng ở phim trường Chàng Khờ Mất Vợ, Cao Thái Hà thừa nhận mình tăng 3kg. Lịch làm việc dày đặc khiến người đẹp bị stress, tuy nhiên cô lại ăn nhiều hơn thường lệ. Cao Thái Hà thừa nhận, mỗi lần căng thẳng cô tìm đến đồ ăn như một cách giải khuây. Dù tăng 3kg trong một tháng, song Cao Thái Hà vẫn có vóc dáng gọn gàng và mảnh mai. Cao Thái Hà đang xây dựng hình ảnh người đẹp Tây Đô, cô rất vui khi được gọi bằng danh xưng này. Tiêu Châu Như Quỳnh mang đến ca khúc Mơ Ước Ngày Trở Về trong buổi tiệc, cô chia sẻ sẽ ra mắt MV trước Tết âm lịch. Dịp Bảo Ngọc cao hứng cất giọng hát cùng Tiêu Châu Như Quỳnh ca khúc Where Do We Go. Ba người đẹp mỗi người một vẻ đỏ sắc cùng nhau. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!